Xin lỗi các con nhé. Bà Tăng: Một khi đã mang thai thì không e ngại sự phiền phức, nhất định phải nhận lấy trách nhiệm cho con trẻ ra đời, nuôi nấng dạy dỗ đến trưởng thành. Các con à, hôm nay mẹ đặt bút viết lá thư này, nhưng mẹ chẳng những không biết tên của các con, mà nghe đến các con là trai hay gái mẹ cũng không biết nữa. Mẹ chỉ có thể gọi các con là bé Hai, bé Năm. Nói cho cùng, việc này đều là lỗi tại cha mẹ. 41 năm về trước, mẹ và cha của các con chỉ mới kết hôn được 3 năm thì mẹ có thai lần thứ nhì, tức là có thai bé Hai. Trong lòng rất lấy làm khó chịu. Lúc đó mẹ còn chưa học hiểu Phật Pháp, chẳng biết lẽ phải đạo lý. Vì vô minh phiền não, mẹ đã tạo ra nghiệp tội to lớn là đã đi phá thai. Sai lầm này làm mẹ nghìn đời ân hận. Sau khi giải phẫu, trong cơn hôn mê, mẹ chiêm bao thấy mình đã chết nằm trên giường, lại còn gặp được bà nội của các con nói: Nếu con sớm biết trước chuyện như vậy thì con không nên phá thai. Cho nên lúc đó mẹ đã từ cửa tử thần, quỷ môn quan trở về. Cảnh tượng trong giấc mơ đó đến nay vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí mẹ như mới vừa xảy ra. 3 năm sau, mẹ lại có thai lần thứ 5, tức là có thai bé Năm. Lúc đó mẹ cũng còn chưa học Phật Pháp, không biết là hễ khi có thai thì không được than phiền, nhất định phải chịu trách nhiệm sanh con và nuôi dạy con khôn lớn, bởi vì đây là nghiệp mình tạo, tự mình phải gánh lấy. Nhưng vào lúc đó mẹ chẳng rõ đạo lý, đối với sự xuất hiện của con mẹ lại sanh phiền não dữ dội, bởi vì hai chị, một anh của con thấy đều còn nhỏ. Hơn nữa lần này do ngừa thai thất bại nên mới lại có thai thôi. Cho nên mẹ lại đi phá thai lần nữa, lại thêm lần nữa tạo nghiệp tội. Sau này mẹ rất may mắn có cơ hội gặp vị thiện tri thức Hòa Thượng Tuyên Hóa. Mẹ bắt đầu học hỏi Phật Pháp, gần gũi đạo tràng chánh pháp. Lúc đó mẹ mới biết cần tu hành mỗi ngày, sám hối niệm Phật theo thời khóa thường ngày. Ngoài sự hồi hướng cho các con ra, mẹ cũng vì các con mà làm mọi công đức lành. Thí dụ lập bày vị siêu độ, vì các con thọ u minh giới. Hy vọng các con sớm có ngày lìa khổ được vui, sanh về thế giới cực lạc. Hiện giờ mẹ đã ngoài 60 tuổi rồi. Năm ngoái, người ta chẩn bệnh mẹ bị ung thư vú. Mẹ biết đây là báo ứng chín mùi do gây nhân giết hại thai bào, cần phải bình thản thọ nhận. Có lẽ nhờ học Phật Pháp và nhờ nương vào sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, tuy mẹ những bệnh ung thư mà không bị đau đớn, cho đến việc giải phẫu mổ xẻ cũng chẳng thấy đau. Hơn năm nay mẹ có thể sinh hoạt bình thường như mọi người khác, cho nên mẹ thực sự rất cảm kích chư Phật Bồ Tát. Tuy nhiên vì của các con thì đã không được may mắn như mẹ. Để mẹ kể ra câu chuyện của dì này. Người chồng của dì làm việc nước ngoài. Bản thân dì là một phụ nữ có nghề nghiệp, cuộc sống bận rộn, không có thì giờ chăm sóc con cái. Khi chuyển bụng sanh đứa con thứ hai, chồng dì vắng nhà. Đứa bé là bé trai. Dì không hề hiểu Phật Pháp, chẳng bàn tính với chồng, cũng không màng suy nghĩ đắn đo, chẳng do dự nói với bác sĩ rằng dì không muốn đứa bé sơ sinh này. Vị bác sĩ này cũng rất to gan, đem hại nhi hại chết. Do vô minh, dì đã tạo trọng tội sát nhân như vậy. Đến lúc dì 55 tuổi thì nhân quả báo ứng đến, dì bị ung thư vú. Tuy trải qua phẫu thuật, trị liệu hóa học, đủ cách chạy chữa, 2 năm sau dì vẫn không khỏi mà qua đời. Thật ra dì của các con là người rất tốt,
đại đa số người quen biết đều rất ngạc nhiên khi nghe dì bị bệnh ung thư. Ôi, nhân quả báo ứng thật không phải là chuyện đùa. Còn có một người bà con khác, bà cũng là phụ nữ có nghề nghiệp, tánh tình nhu mì ôn thuận nhưng chẳng hiểu Phật pháp. Bà đã từng phá thai trải qua chẳng biết mấy lần. Vì sao bà bị chứng ung thư? U bướu nổi cục đầy khắp thân mình, khổ sở khôn xiết, bệnh tình nghiêm trọng, các bác sĩ đành chịu bó tay. Sau đó bà qua đời lúc chỉ mới 45 tuổi. Nói đến tuổi của người bà con này, mẹ lại ngẫm nghĩ đến các con. Phải chi các con vẫn còn đây, thì một đứa nay được 41 tuổi, một đứa nay được 38 tuổi. Theo như người bình thường cũng đều đã thành gia lập nghiệp xong rồi. Nhắc đến chuyện quan hệ vợ chồng, cần nên tôn trọng lẫn nhau, phải điều tiết sự ham muốn tình dục thì sẽ không có con đông phiền phức. Tốt nhất gia đình nên sống theo lời Phật dạy, hiểu rõ nhân quả, có trí tuệ, có pháp nhãn lựa chọn, sẽ không tạo nghiệp tội. Hơn nữa cần nên ăn chay, vì ăn chay giúp thân tâm trong sạch hơn, dục niệm nhẹ hơn. Ngược lại, ăn mặn thì dục niệm nặng, chẳng dễ tiết dục. Khi thật sự có con, nghìn vạn lần chớ nên phá thai, không được thoái thác trách nhiệm, đừng có giống mẹ tạo nghiệp tội như vậy. Tuy là lúc đó mẹ thật tình không hề biết gì. Xin lỗi các con nhé, xin tha thứ sự vô tri của mẹ đã cướp đoạt mất cơ hội được làm người của các con. Mẹ phát nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ xuất gia tu đạo, không phiền não bởi gia duyên ràng buộc, thì sẽ không tạo những thứ nghiệp tội này. Mẹ cũng sẽ đem công đức của sự tu hành hồi hướng cho các con. Lại thỉnh Đức Phật A Di Đà chiếu cố các con. Cũng hy vọng hai chữ phá thai sẽ xóa bỏ khỏi hẳn khỏi thế gian này, và khắp cả thiên hạ mọi sinh linh đều lìa khổ được vui. Nỗi niềm đau xót suốt một đời. Dương Quả Đồng. Phải chi thuở trước tôi không phá thai, thời hôm nay đã có thêm một sinh mạng sống ở cõi đời, cho nên trên cơ bản tôi không có hãnh diện gì để làm mẹ, vì trong thâm tâm mãi mãi có một điều đau xót đầy hổ thẹn. Vào tháng 10 năm 1988, tôi đã làm một việc mà suốt đời tôi phải ân hận. Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp trung học. Khi biết mình đã mang thai, trong lòng lo ngại chuyện này sẽ làm xấu hổ cho mẹ tôi, thế nên tôi cũng chẳng hề hé môi cho người thân trong nhà hay biết, liền đi tìm cô bạn thân để bàn tính. Cô bạn tức thì mách bảo tôi, cô ấy biết nơi có thể phá thai. Chúng tôi bèn cùng nhau đi đến một nhà thương tư. Dọn dẹn sau 30 phút đồng hồ phẫu thuật, mọi việc kết thúc, kể cả kết liễu tánh mạng một sinh linh. Sau khi chuyện xảy ra rồi, vào đó tuy lúc ban ngày chẳng ai để ý thấy tôi có bất kỳ điều thay đổi gì, nhưng mỗi buổi tối tôi đều khóc và nói với cái mạng sống kia những lời xin lỗi, khóc đến ngủ thiếp đi. Lòng tôi một bực cảm thấy áy náy, xót xa. Tôi thật là có tội với con trẻ. Trải qua nửa năm sau đó, tâm tư tôi mới từ từ lắng dịu xuống. Cuối cùng tôi chia tay với người bạn trai, bởi vì mỗi khi nhìn thấy người đó, tôi lại sực nhớ đến tôi là một người mẹ tàn nhẫn, tôi đã cướp đoạt quyền sinh tồn của một đứa bé. 3 năm sau, tôi gần như quên bản chuyện xưa. Có một chiều tối nọ, tôi và người bạn cùng khóa lúc tan học cùng đi xe đạp về nhà, gặp phải tai nạn xảy ra ở tại ngã tư đường. Tôi bị trượt dấp té ngã giữa đường, hậu quả không đáng lo ngại lắm. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy bước sang bên lề đường, tôi giật mình hoảng hốt, vì ở ngay con lộ nhìn thẳng qua là ngôi y viện, chính là nơi tôi đã đến phá thai. Lúc đó tôi kinh hãi thầm nói, thật là một sự quá trùng hợp, không thể tưởng tượng được. Nửa năm sau tôi quen người bạn trai mới, anh ấy dẫn dắt tôi đến với đạo Phật, khuyến khích tôi học Phật. Từ sau ngày hiểu Phật pháp, tôi mới biết là mình đã phạm trọng tội lớn nhất trên đời.
dầu sao cũng không còn có cách gì cứu vãn lại được. Duy chỉ có thể nhờ vào tụng kinh hồi hướng hoặc tham gia các khóa lễ, lập bài vị cầu siêu cho đứa bé để tỏ lòng ăn năn sám hối của mình. Hiện nay tôi đã kết hôn và sanh con. Nhìn thấy con của mình khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng tôi thường hồi tưởng là nếu như thuở ban đầu tôi không phá thai, thì hôm nay cũng đã có thể có thêm một sinh mạng đang sống trên cõi đời này. Vì thế tôi hoàn toàn không thể nào tự hào là một bà mẹ. Và tận đáy lòng tôi vĩnh viễn có một điều đau xót đầy hổ thẹn. Vào hạ tuần tháng 4 năm 2007, tôi đã nằm mơ thấy một pháp sư đang xuống tóc cho một vị cư sĩ, và đại lão hòa thượng Tuyên Hóa đã đi ngang qua gần đó. Tôi rất mừng khi thấy ngài, liền vội bước theo sau cho kịp. Đến khi ngài đi vào một ngôi đại điện, có hai vị pháp sư đang canh giữ tại cửa. Trước mặt tôi có một vị cư sĩ định vào nhưng bị ngăn cản. Tôi cũng không ngại, chỉ muốn vào đó để theo cho kịp ngài. Ngạc nhiên thay là họ không cản tôi lại. Sau khi tôi đã vào trong ngôi đại điện, không khí bên trong thật vô cùng trang nghiêm yên lặng, nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng của hòa thượng đâu cả. Lúc ấy lòng tôi rất lo lắng và nôn nóng, chỉ có một niềm khởi lên trong đầu là nếu như để lỡ mất cơ hội này, chắc tôi sẽ chết mất. Kể đó tôi cúi đầu quỳ mọp sát đất mà khóc lóc. Khi đó đột nhiên nghe thấy trên không có tiếng nói vọng lại tha thiết cầu xin sám hối. Ngay lúc đó tôi liền giật mình tỉnh giấc kim bao. Sau khi tỉnh giấc, cảm giác kinh hoàng hớt hải trong mộng vẫn còn rất rõ ràng như thật. Cứ thế mà nước mắt tôi tuôn trào không thể cầm lại được, tim tôi đập dữ dội. Đó là vào lúc 7 giờ sáng. Trong trí tôi cứ mãi suy đi nghĩ lại, tha thiết cầu sám hối là gì? Phải làm cách nào mới đạt được tha thiết cầu xin sám hối vậy? Tôi nghĩ đây là cách của hòa thượng muốn cứu độ tôi. Tôi cần phải trân trọng cái cơ may mình có được và không thể nào bỏ lỡ. Sau đó tôi gọi điện thoại thỉnh giáo một vị sư cô nhờ chỉ dạy tôi nên làm gì để tha thiết cầu xin sám hối. Sư cô đã từ bi dạy bảo tôi lễ bái kinh Phật thuyết Phật danh, sám hối hồng danh chư Phật. Thật kỳ diệu là khi tôi gọi điện thoại đến vạn Phật Thánh Thành thì Thánh Thành đang cử hành khóa lễ bài sám vạn Phật và đang lễ tụng kinh này. Sau ngày tôi học Phật Pháp, ngoại trừ việc sám hối cái nghiệp của tôi đã tạo ra do phá thai, tôi thường hay nghĩ là tại sao tôi chẳng biết Phật Pháp sớm một chút, có thế thì tôi đã không phạm phải tội lỗi tày trời như vậy. Hòa thượng đã từng bảo là xứ Đài Loan mang nghiệp sát rất nặng, quá nhiều người phá thai, mà tôi chẳng may từng là một người trong số đó. Tôi có ý muốn đem kinh nghiệm bản thân ra chia sẻ, cảnh thức mọi người rằng nghìn vạn lần trở nên khinh thường việc phá thai gây tạo nghiệp sát. Lấy điều khổ sở khi phải sanh con lúc chưa được cưới hỏi rồi đem so sánh với cái quả báo của tội sát sanh thì điều khổ sở đó thật ít ỏi, chẳng thấm thía vào đâu. Trên đời này chẳng có việc gì là không thể giải quyết được. Muôn ngàn lần trở nên chọn cách phá thai, sinh mạng mất đi rồi thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Phá thai rồi, dù tôi có muốn quên đi cũng không làm sao có thể quên được. Và suốt cuộc đời tôi cũng không có cách gì có thể chuộc lại việc sai lầm này. Đừng để lỗi lầm xảy ra lần nữa. Dương Sĩ Minh. Đừng nghĩ rằng phá thai là lỗi của người phụ nữ mà thôi, người đàn ông cũng có trách nhiệm và vẫn bị trả quả báo. Vào khoảng năm 1987, chính phủ Đài Loan bắt đầu có một loạt cải cách, những luật lệ được cởi mở trong sân trường. Trước đây, cách thức điều hành sinh hoạt sinh viên rất nghiêm túc. Thí dụ, có những luật không cho phép sinh viên để tóc dài, cấm nam nữ có liên hệ trong sân trường và sinh viên không được vào vũ trường.
Sau khi những luật lệ cởi mở này có hiệu lực, thường thấy những đôi uyên ương chụm lại ở sân trường và trong những ngày lễ của trường. Sinh viên đi khiêu vũ với bạn bè suốt đêm. Ở một phòng khiêu vũ, tôi gặp một cô là nhân vật chính trong câu chuyện này. Sau khi hẹn hò với nhau một thời gian, cô có thai và cô quyết định phá thai ngay lập tức. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy phá thai không đúng và tôi đã lên tiếng chống đối. Tuy nhiên, cô bạn tôi vẫn giữ vững lập trường. Cuối cùng tôi phải nhượng bộ và cùng đi với cô đến một bệnh viện. Chỉ trong nửa giờ, một sinh mạng bị hủy diệt. Trong lúc chờ ở phòng đợi, tôi cảm thấy như dao đâm vào tim và đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi kinh khủng về việc sinh mạng bị đánh mất này. Việc này xảy ra vào tháng 4 năm 1989. Tôi không thể tin là một sinh viên mới chưa tới 20 tuổi. Tôi đã quang đàn mang một sự sống vào đời rồi ngu si tước bỏ quyền sống của nó. Vào đêm thứ 6 sau ngày phá thai, tôi mơ thấy một bé trai. Nó nhìn tôi hao háo, trong tay cầm một con dao. Thình lình nó thọc dao vào cổ tôi, để lại một vết cắt rất sâu. Trong giấc mơ, tôi lấy tay che cổ và tôi thức dậy trong cơn đau đớn. Trong thâm tâm, tôi hiểu đó là đứa bé bị phá thai đã đến để trả thù. Từ đêm hôm đó trở đi, tôi thường thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng vì đau bụng và sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút. Tôi càng ngày càng nóng nảy đến độ nhiều lần tôi muốn đánh bạn gái tôi. Và lúc đó tôi không hiểu tại sao thân tâm tôi lại thay đổi như thế. Cho đến khi tôi quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa và khi nghe Ngài khai thị, tôi mới ý thức việc phá thai là kinh khủng như thế nào. Tôi cố gắng hết sức để sám hối, cải thiện, lại Phật, tụng kinh, chú và tu tập nhiều loại công đức. Tôi chỉ mong là đứa bé sẽ tha thứ cho tôi. 10 năm sau, sự trả quả báo đã đến với tôi và tôi bị chẩn đoán có bệnh ung thư. Các bác sĩ tìm thấy một bướu ung thư ác tính dài 4 phân tay ở cổ tôi, chỗ mà đứa bé gây thương tích cho tôi trong giấc mơ. Mặc dù sau khi giải phẫu tôi có vẻ được chữa lành, tôi tiếp tục tu hành cần mẫn và hồi hướng công đức cho đứa bé. Hy vọng tôi có thể chuộc lại lỗi lầm to lớn của tôi. Vào lúc phá thai, chúng tôi đều còn trẻ và khờ khạo. Có lẽ chúng tôi sẽ không làm những lầm lỡ như thế nếu xã hội và nhà trường có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Nếu việc ngăn cấm về nhảy đầm không bị bãi bỏ, nếu chúng tôi đã được giáo dục nhiều hơn về đạo đức, hoặc bạn gái của tôi và tôi biết hành xử trong lễ giáo. Thực ra trong đời sống đôi bạn, nếu như là người nam hay người nữ biết tuân theo lễ giáo, chỉ khi nào một trong hai người quyết giữ gìn sự trong trắng của mình thì lầm lỗi sẽ không xảy ra. Chia sẻ kinh nghiệm của tôi mong nhắc nhở tất cả mọi người nâng theo những tiêu chuẩn đạo đức khi quan hệ trước hôn nhân và đừng phạm vào những nghiệp chướng về tà dâm và sát sinh. Quan trọng hơn nữa, tôi mong được khuyến khích các người trẻ nên học để biết kiểm soát dục tình của mình và nên tập trung tư tưởng vào việc học hành và tâm niệm về những lời cảnh cáo của các thầy cô, những người lớn tuổi. Có lúc chúng ta nghĩ những lời cảnh giác này là câu chuyện nhàm chán tầm thường và không màng để ý, nghĩ rằng tự mình có thể lèo lái mọi chuyện được bình thường. Tuy nhiên, khi làm một lầm lỗi lớn, rất khó mà sửa lại được. Đừng trở thành một người như tôi, luôn mang mặc cảm và xấu hổ suốt cả cuộc đời, không thể xóa nhòa được. Cuộc hành trình trong đời sống chúng ta hẳn còn dài, cho nên chúng ta phải bình tĩnh khi có những mong muốn đột nhiên nảy sinh. Đừng nghĩ phá thai là lầm lỗi của riêng người đàn bà. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và san sẻ kinh nghiệm quả báo không khác. Tôi chân thành mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc để tăng cường giáo dục và giúp đỡ các bạn trẻ nhiều hơn. Tôi cũng mong rằng những bạn trẻ mau tỉnh ngộ ra khỏi những giấc mơ mê lầm và đừng để những lầm lỗi này xảy ra nữa. Đó là một sinh mạng. Cathy Trần. Đó là một sinh mạng. Một sinh mạng không thể bị xem thường hay đối xử theo ý mình muốn. Một mạng sống không thể mang đến thế gian
hay đem hủy diệt tùy theo ý thích của chúng ta. Nhiều năm trước, một người bạn học trên lớp của tôi mê mẩn đi xem thầy bói. Cô ta đi tìm người thầy bói nói thật đúng và thích nghe những tiên đoán về đời mình mà không chán, dù xa đến đâu và phải xếp hàng chờ đợi lâu. Lúc ấy tôi không thỏa mãn với cuộc đời tôi, với công việc và ngay cả với chính bản thân tôi. Vì thế tôi mong có người bề trên chỉ đạo cho tôi làm sao tôi có thể phát triển và dùng khả năng của tôi đúng chỗ. Bạn tôi thật hết lòng mong ước lấy được chồng giàu sang, nên khi vừa nghe có thầy nào đoán đúng, cô ta xin nghỉ việc và bảo tôi đi với cô. Lần cuối cùng tôi đi xem bói với bạn tôi, bà thầy bói này trông thật lạ. Chỉ cần đưa tên và năm sinh tính theo 12 con giáp, bà ta có thể nói quá khứ rất chi tiết. Tôi nghe đồn là một người bạn cùng trường của tôi đã đến xem. Dù người bạn ấy không tin, nhưng khi bà ta diễn tả khung cảnh chung quanh nhà cửa của bạn tôi, đúng đến nỗi bạn tôi phải sợ hãi gật đầu lia lịa về những gì bà thầy bói nói. Tôi nghĩ câu chuyện đồn đãi này thật thú vị. Vì thế, khi bạn đề cập ý muốn đến thăm bà thầy bói này, tôi vui vẻ cùng đi. Thực sự, tôi vẫn không biết tại sao có một người thầy bói nào tôi đã xem trả lời được những câu hỏi của tôi. Dù tôi hỏi cái gì, họ đều trả lời, cô không có vấn đề gì cả và không để ý đến tôi. Thành thật mà nói, những chuyến đi như vậy chỉ là tốn tiền và thời gian. Ngược lại, mỗi khi cùng nhau đi xem bói, bạn tôi hỏi nhiều đến nỗi tôi buồn ngủ. Tuy nhiên, khi đến lượt tôi, người thầy bói chỉ nói dọn dẹn vài ba câu. Trong chuyến đến xem người thầy bói cuối cùng này, cũng giống như những lần trước, tôi bị cự tuyệt. Tốt lắm, cô không có vấn đề gì cả. Sau đó bạn tôi hỏi đủ mọi câu hỏi về người bạn trai của cô ấy, như bạn trai của cô ấy có tốt không, có chung thủy, có kiếm được nhiều tiền, có cho cô ấy tiêu tiền, bao giờ thì lấy nhau. Tôi cảm thấy buồn ngủ vì chỉ toàn nghe những câu hỏi. Bỗng dưng người thầy bói bảo bạn tôi ngừng vì bà ta có điều muốn hỏi bạn tôi. Bà ta nói, ba người kia đi theo cô là ai vậy? Trời ơi, bà ta hỏi gì lạ vậy? Ngay lập tức sự buồn ngủ của tôi tan biến. Tôi đụng nhẹ vào chân bạn tôi ở dưới bàn, nhưng cô đã giấu bảo tôi yên lặng. Bầu không khí trong phòng trở nên khó thở. Bà thầy bói đứng dậy để tìm một mảnh giấy màu vàng và viết cái gì trên đó mà tôi không đọc được. Bạn tôi bắt đầu khóc và hỏi là mấy người đó là con trai hay con gái, họ muốn gì và họ có làm hại cô không. Tôi chợt hiểu, cái chữ họ chỉ những vong linh thai nhi, nghĩa là bạn tôi đã phá thai 3 lần. Tôi hoàn toàn quên mất người thầy bói nói gì sau đó, chỉ nhớ bạn tôi khóc ròng và người thầy bói bảo chúng tôi đốt giấy tiền để cúng những vong linh thai nhi và lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau cái kinh nghiệm này, tôi không bao giờ đi theo bạn tôi xem bói được, nhưng thỉnh thoảng bạn tôi vẫn đến bà thầy xem bói. Tôi biết rằng bạn tôi đã nhiều lần làm nhiều cách để siêu độ những vong linh thai nhi, và cô ta cũng muốn tôi giúp bằng cách tìm hiểu làm thế nào để cúng những vong linh thai nhi. Một lần cô ta nói với tôi, khi tôi sống ngoài trú tôi sợ lắm, thỉnh thoảng tôi thấy cái gì giống như một đứa bé ở dưới bàn và đang chơi trốn bắt với tôi. Tôi nhớ là có nói với cô là có lẽ căn phòng của cô có gì đó không bình thường, và tôi bảo cô niệm danh hiệu Phật. Bây giờ tôi mới biết là cô ấy có những bí mật mà tôi không biết. Vài ngày trước đây, một pháp sư hỏi tôi có thể vẽ vài hình minh họa cho quyển sách viết về phá thai mà Tổng hội Phật giáo Pháp giới dự định xuất bản. Khi tôi đọc bản thảo pháp sư gửi, tôi cảm thấy căng thẳng và máu dồn lên đầu. Tôi không thể nào xóa được cái cảm giác này trong một lúc lâu. Tôi phải thú thật là tôi bị phản ứng như thế này là vì tôi từng khuyên vài người bạn của tôi khi họ đang có thai, nếu không còn cách gì khác hơn, bạn nên phá thai. Và bạn không cố ý làm điều này, như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau khi đọc những bài thuyết giảng của Hòa Thượng và của những pháp sư khác nói về phá thai, tôi thực sự sợ hãi. Bây giờ tôi ý thức rằng bào thai là một sinh mạng,
bào thai thật sự là một sinh mạng. Một sinh mạng được mang vào đời với một khoái cảm giây lát, và rồi chính sinh mạng này bị dập tắt vì là có thai ngoài ý muốn, hoặc vì có con sẽ gây khó khăn, hay nhiều lý do khác nữa. Tôi muốn khóc vì tôi đã nói những điều sai trái với những người bạn của tôi. Làm sao tôi lại khuyên bạn tôi khi tôi không biết phân biệt giữa cái phải và cái sai, và bảo họ đừng lo lắng để họ cứ tiếp tục tạo những ác nghiệp như vậy. Sau khi đọc bản thảo của quyển sách này, tôi đã cố gắng rất nhiều để tâm hồn trở lại trạng thái bình thường. Tôi mong tôi có thể vẽ nhanh vì pháp sư đang chờ đợi. Tôi run rẩy khi tôi vẽ vì những gì đã làm khiến tôi sợ. Trước đây, nếu tôi biết về Phật Pháp, nếu tôi thành thật và siêng năng nghiên cứu về Phật Pháp với Hòa Thượng, có lẽ tôi đã không trở thành kẻ đồng lõa trong việc phá thai. Thêm vào đó, người bạn lớp trên tôi và các bạn khác sẽ ý thức và nhận ra lỗi lầm của họ sớm hơn và sẽ thành tâm sám hối sửa đổi. Mặc dù không có người bạn nào của tôi nói về điều này sau khi phá thai, nhưng tôi biết họ rất hối hận về hành động phá thai của họ. Những gì họ đã làm luôn ám ảnh họ, vì họ luôn tìm kiếm người bề trên có thể giúp họ siêu độ những vong linh của các thai nhi bị phá thai. Cái cảm giác hối hận không thể nào quên được sẽ theo đuổi họ suốt đời. Người bạn trên lớp tôi lấy chồng năm ngoái và cô có con. Tôi không có dịp gặp mẹ con cô vì bận rộn công việc. Qua điện đàm, cô nói là con trai cô thật khó nuôi vì đứa bé cứ khóc suốt đêm và phải ôm để dỗ cho ngủ, và không ngủ thẳng giấc. Bạn tôi không có cách gì ngoài nghỉ việc để ở nhà trông con, vì hầu như không có thì giờ để nghỉ ban ngày và không ngủ được ban đêm. Bạn tôi sau cùng kiệt lực gần xỉu. Tôi không biết phải chăng con của bạn tôi khó nuôi, khóc suốt đêm có dính dáng gì đến quá khứ phá thai của cô ấy. Tuy nhiên tôi hy vọng tôi sẽ đích thân đưa cho cô quyển sách này để cô ta và tôi cùng sám hối và kiểm thảo lại thái độ của chúng tôi đối với sinh mạng. Mặc dù bào thai có thể chỉ là một miếng thịt trong lòng mẹ, nhưng nó là một sinh mạng. Một sinh mạng không thể bị xem thường hay đối xử theo ý mình muốn. Một mạng sống không thể mang đến thế gian hay đem hủy diệt tùy theo ý thích của chúng ta.